Này thiện hiện, bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, thánh đế khổ, tức là trí nhất thiết trí, thánh đế tập diệt đạo, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn tịnh lự, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn vô lượng, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn định vô sắc, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, tám giải thoát, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, tám thắng xứ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, chính định thứ đệ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, mười biến xứ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không, tức là trí nhất thiết trí. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, năm loại mắt, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sáu phép thần thông, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn tam ma địa, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn đà la ni, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, mười lực Phật, tức là trí nhất thiết trí, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, quả dự lưu, tức là trí nhất thiết trí, quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, quả vị độc giác, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, trí nhất thiết, tức là trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tức là trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác.